Chiều nay tôi đi mang bánh, mùi bánh mới nấu ra lò. Chiều nay tôi đi mang bánh, mùi bánh mới nấu thơm lừng. Ê, mua giùm đi cô, mua giùm đi anh. Mình cùng ăn bánh, bánh ngon quá trời. Mình cùng ăn bánh, bánh thơm quá nè. Anh yêu ơi, mấy em chút nữa, tông ta rồi. Mận gì mà em kêu từ xa lắc xa lo luôn mà tới gần em mới thắng xe lại vậy? Trời ơi, em nghe anh hát không? Nghe. Anh đã tập trung hát thì sao nghe em kêu được? Anh quên rồi hả? Sáng này em với anh đã hẹn nhau là mình về xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn để mà thăm hai hộ gia đình khó khăn. Trong đó có hộ gia đình của chị Thúy em là vợ của anh Hùng em. Chỉ là gói bánh ra vừa để bán đúng không? Bởi vậy em với anh đã thống nhất với nhau rồi, mình thi đua coi thử là ai học nghề để phụ được chị. Rồi anh học được cái gì chưa mà sáng giờ bày đặt hát hò vậy? Ngon lành cành đào luôn á. Không những học cách nấu, cách gói bánh mà còn đi bán được luôn. Nè, anh đầu tư thương hiệu luôn, xây dựng thương hiệu rồi. Cái bài hát này á, là cái lời rao đúng không? Nè, hình ảnh thương hiệu nè. Bánh lá dừa mà phải nói là cô thiếu đẹp trai cũng phải chịu nha. Có giỡn à. Ghê không? Ghê quá. Ghê. Mặt là níu quá ghê luôn. Cái gì kìa? Ô quên nữa. Hồi nãy anh hát đó là anh rao anh bán bánh đó hả? Trời, bài hát đó anh mới nghĩ ra đó, mượn nhạc của ông Tam, đổi lời của mình. Anh hay quá à. Rao là người ta phải rao nhanh, gọn, lẹ, vô điểm liền. Chứ anh rao mà hát nguyên bài vậy, chờ anh hát xong hết bài là người ta cũng đi luôn rồi, ai mua cho. Chứ rao sao mà nhanh gọn mà người ta biết. Em nói thí dụ thôi, ở gần nhà em có cái cô Tư, cô bán bánh ú, cô rao vậy nè. Ai bánh bèo, bánh xèo, bánh giải lợn luôn. Bánh ú mà. Ồ, nói chung là bây giờ buôn bán là phải đọc, phải ấn tượng, phải lạ thì người ta mới mua. Anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ nghĩ ra cách rao mới. Cách rao rất là ấn tượng luôn. Nó là ai nước dừa, mứt dừa, rồi bánh dừa ho. Mứt dừa, nước dừa ở đâu? Thì giống như em vậy, ấn tượng. Thì người ta cũng hỏi nè, bán tôi mứt dừa, nước dừa đó. Anh nói, hết rồi, giờ còn bánh dừa mua đỡ đi, ta mua luôn. Buôn bán vậy người ta lừa hết cái xe bánh. Nghĩ sao em nói vậy cũng tin nữa. Thôi, em thấy cái chuyện mà bán bánh này chắc khó quá. Anh em mình họ làm không được rồi. Bởi vậy em nè, sáng giờ em nghĩ rồi. Em khôn lắm. Giờ em chỉ tập cái khâu đầu tiên, em nghĩ là dễ nhất là khâu gói bánh. Gói bánh? Là lấy lá dừa quấn quấn lại đúng không? Chứ sao? Em nghĩ cái việc này nó dễ lắm. Bởi vậy em không cần học luôn, em cũng biết nữa. Nè nè, thí dụ nè. Đó. Quá đơn giản luôn á chưa. Trời ơi, tao nói không có cái nào mà dễ bằng cái này hết trơn á. Đó. Cái tiền cái cục nhân. À, xong rồi cái quấn nó lại. Đó. Đúng rồi. À, chính xác. Vậy hả? À. Rồi sao lấy cái tay ra? Đẹp không? Hả? Không lẽ đem này đi luộc luôn ta? Cái gì? Lột thôi để em gỡ ra nha. Cái món cái chỗ nào? Cái gì vậy thôi? Em xiết xiết hồi là cục luôn ngón tay của anh à. Trời ơi, để mở ra cho nè. Thấy chưa? Anh hay quá à. Anh biết má em dặn sao không? Dặn gì? Con ơi, cái gì mà con tự làm được mà con nhờ người ta là con xấu lắm nghe con. Quá xấu hả? Mình làm được mình nhờ là kỳ lắm. Cái gì? Em nói anh hả? Chứ sao? Tự đẩy thì làm được làm đi, còn nhờ người ta gỡ ra nữa. Anh, bởi vậy em thấy đâu có chuyện gì đơn giản đâu. Mà cũng tội chị Thủy em ha. Cố gắng bám trụ với công việc này suốt mấy năm rồi để mà phụ chồng lo cho con. Thì chính vì vậy ngày hôm nay mình phải tới nè, mình coi có định hướng được gì cho gia đình của chị đỡ vất vả hơn không thì mình mới tới thăm gia đình đó. Vậy thôi giờ mình tranh thủ tới nhà anh chị luôn đi. Anh thấy hợp lý á. Nhưng mà anh mới nghĩ ra cái bánh này á, cái công đoạn mình gói xong á, cái mình luộc nó vất vả lắm. Anh nghĩ có một cái việc này rất là phù hợp. Hợp với em lắm nha. À, vậy hả? Năng khiếu của em luôn á. Nè. Đó, công việc nó đơn giản lắm. Em phụ cho công việc gì mà đơn giản mà dễ mà phù hợp với em vậy? Đó. Rồi chưa? Rồi ha. Nè, cái mình lột ra ha. Lột ra. Xong cái mình ăn. Nè, ví dụ như nè. Thấy không? Anh đang nói thiệt cái chọc của em vậy? Mời bạn. Ngon.
ghét quá à. Anh ở đây ăn hết xe bánh đi, em đi tới nhà anh Hùng em trước. Bánh nha, hết bánh rồi tới à. Ra ra sao bếp thử anh. Anh chị ơi, có gì ơi, ai vậy? Chưa. Dạ chào anh chị. Dạ chào anh chị. Thôi sao ở dưới bếp mình đang làm gì đây? Dạ em đang sửa soạn giấc bánh anh. Nóng nha, nóng nha, nóng nha, nóng nha. Ôi nhìn ngon quá. Sao lúc ăn thấy nó dễ ha. Nóng nóng. Ôi từ từ chị ơi. Ủa mình vớt ra là mình nhúng nước lạnh liền luôn hả? Dạ dạ. Để làm gì vậy chị? Vớt ra cho nó bánh nguội mình rửa cho nó sạch đấy anh. Vẫn còn nóng, vẫn còn nóng. Nóng này là nếp mà. Chị, như cái công việc này nè, mình làm lâu chưa chị ha? Dạ em làm năm nay đã được 7 năm rồi chị. Hả? 7 năm rồi chị. Dạ. Cái này thì là mình tự mình làm hết tất cả mọi khâu ở nhà đúng không chị? Dạ dạ. Này mình bán lẻ hay là mình để mình bỏ mối chị ha? Mình bán lẻ một số rồi mình bỏ mối cũng một số vậy đó. À, như này thường một ngày thì mình bán được khoảng nhiêu bánh vậy ha? Dạ một ngày bán khoảng 60-70 cái. Nhiêu bánh này bán nhiêu tiền chị? Dạ bán được 2.000 cái. 2.000 một cái. Rồi một cái thì mình lời được nhiêu tiền? Như một ngày một cái 60-70 bánh vậy mình lại khoảng được 25-30 nghìn. Không có tính được từng cái. Tại vì cũng như mình gom lại chi phí một nồi bánh của mình là nó ra 90 mấy ngàn. Mà mình bán ra được 60 cái thì mình được 120. Dạ. Xong chưa chắc đổi tư thế ngồi quá, mỏi giò quá. Dạ rồi xong rồi, rồi đó luôn. Trước khi mà mình làm cái công việc bán bánh này thì mình làm công việc gì chị ha? Dạ hồi lúc trước là hai vợ chồng em đi cắt lúa mướn chị. Rồi sao mà mình không tiếp tục làm công việc đó mà mình chuyển qua việc bán bánh vậy nè? Dạ, tại vì lúc đó em đi cắt lúa suốt đó, rồi có bầu rồi em sanh nhỏ gái lớn em đó chị. Rồi xong rồi cái em bị bệnh gai cột sống, bị thiếu máu tim, thành ra em không có đi làm nổi nữa, phải ở nhà học nghề gói bánh nè chị. Rồi bây giờ tình hình bệnh của mình sao rồi? Dạ, hàng tháng thì em cũng đi lên bệnh viện bảo hiểm y tế cấp là em xin thuốc hàng tháng, mỗi tháng đi xin lần đó chị. Mình cũng muốn đi điều trị mà cái mình không có khả năng chị ơi. Ở đây mình xin thuốc bảo hiểm uống hàng ngày vậy đó. Nhưng mà chị thấy là từ khi mà mình phát bệnh á, rồi cũng phải chuyển sang một cái công việc khác như vậy nè, thì chị thấy cuộc sống của gia đình mình có nhiều thay đổi không chị? Không có được như lúc trước. Lúc trước thì hai vợ chồng em mà nó cũng không có tệ, không cũng đủ sống. Nhưng mà bây giờ hàng tháng em phải tiền thuốc, rồi có khi thiếu á mình hỏi tiền ngoài, rồi mình đóng lời nữa chị. Thành ra giờ em cũng còn thiếu nợ ngoài nhiều quá. Cái công việc hàng ngày của chị là đi bán bánh như vậy. Còn như Dũng em bây giờ nè, cái công việc mình có thường xuyên không? À, cũng ít lắm anh. Nhiều khi ta mướn thì mình làm, không mướn làm thì ở nhà mình phụ vợ mình hay bánh vậy đó. Cái công việc chính của mình nếu được thuê mướn là mình làm công việc gì? Hồi trước thì em cũng có đi làm ở trên Bình Dương, cũng giữ quán cho người ta vậy đó. Rồi em thấy cho anh phức tạp, với một tháng có 2 triệu mấy à. Mình ăn mình ở cho anh nữa thì nó cũng không có dư gì mấy. Cũng như 2 triệu mấy thì gửi về hết 2 triệu mấy luôn. Cho anh cũng gắng họ làm. Wow, 2 triệu mấy một tháng mà gửi hết về luôn. Rồi bây giờ về địa phương mình ở đây nè, mình có việc gì để làm không? Thì cũng tới mùa sáng tháng mướn thì mình cũng làm. Vậy thì nếu so với công việc mà mình đi Bình Dương làm á, thì công việc này có ổn hơn không? Dạ, nếu như mình làm thường được á thì nó đỡ hơn đi Bình Dương làm anh. Cũng như mình ở trên Bình Dương mà làm thì nó cực lắm. Nhiều khi tới 2 giờ khuya là mình chưa ngủ luôn. Từ khi có thêm con cái nữa thì gánh nặng chồng chất hơn. Nhưng mà sinh cái cháu ra có gặp vấn đề khó khăn gì không mà gia đình mình rơi vào tình trạng như vậy? Dạ cũng có anh. Tại hồi lúc vợ em sanh tới đứa nhỏ là nè, tại vì vợ em bị hay ra máu nhiều quá đó. Nếu mà chi phí tính gọi cho khoảng 6 triệu. Chứ cái hoàn cảnh gia đình mình như vậy, hai con còn nhỏ nữa, thì mình là trụ cột của gia đình. Anh có mong muốn hay mình mong ước làm một công việc gì không? Dạ, em cũng mong muốn mình làm sao mà cũng được cái số tiền như đó, mình chăn nuôi được thêm nữa. Mong muốn thay đổi cuộc sống gia đình bằng định hướng chăn nuôi từ lâu đã trở thành động lực để vợ chồng anh Hùng em luôn cố gắng làm lụng từ những ngày đầu lập nghiệp. Hai bàn tay trắng cùng với tình thương dành cho tổ ấm nhỏ là tất cả tài sản của đôi vợ chồng nghèo từ ngày ra riêng. Hiểu rằng bước khởi đầu rồi đây sẽ nhiều vất vả, nên người trụ cột như anh Hùng em lại càng gắng sức nhiều hơn với những công việc làm thuê, chẳng nề hà nặng nhẹ hay lấm lem bùn đất. Bởi hơn ai hết,
anh hiểu rằng đôi vai mình giờ đây đang gánh vác cả gia đình với hai đứa con thơ. Và những cố gắng của anh ngày hôm nay là tất cả hy vọng để đưa gia đình vượt qua nghèo khó. Mái nhà nhỏ liêu xiêu có thể chống chịu thêm mấy mùa mưa bão. Làm sao có thể cho con thơ một giấc ngủ tròn giữa đêm giông gió? Những câu hỏi ấy cứ mãi trăn trở trong lòng chị Thủy em. Nhưng nỗi lo chỉ làm lòng người mẹ này thêm nặng trĩu, bởi chị biết xoay sở làm sao khi miệt mài hôm sớm để gói từng cái bánh vẫn không đủ trang trải trong ngoài. Vậy mà gian bếp nhỏ mỗi ngày vẫn đỏ lửa ấm lòng như minh chứng cho sự bền bỉ của tình thương gia đình, sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của vợ chồng anh hùng em giữa hoàn cảnh khó khăn. Và hơn hết là anh chỉ có thêm niềm tin rằng chỉ cần được trao tay một nguồn vốn ban đầu với định hướng khởi nghiệp lâu dài thì anh chị có thể đưa gia đình vượt qua cơn thắt ngặt này. Anh Hiếu, nãy bánh ngon anh. Gì ngon? Em nhìn thấy cách anh đi là biết ngon. Bánh chị Thủy em nấu mà. Cái vỏ nó bùi bùi, chua trong nó ngọt, mùi vừa nó béo ngậy. Ăn một cái là muốn ăn một thúng luôn. Ăn rồi chắc no đúng không anh? Tất nhiên ăn rồi phải no rồi. Ăn no rồi là có sức rồi phải không anh? Trời, sức thì đầy mình. Vậy thôi anh tự đi bộ tới nhà của anh Phong hộ gia đình thứ hai mình ơn đi nghe. Em đói, không có sức, em đón xe ôm đi đây. Mình nói nhỏ nha, nghe đồn nhà xong. Ê cái gì kì vậy? Cái chuyện nói, chuyện đi đâu liên quan với nhau. Thôi chơi vậy không được nha, đừng trả thù nha. Dạ, để em chào anh chị. Thôi, hôm nay làm gì mà chặt lá dừa nhiều vậy? Dạ, tụi em được sự giới thiệu của ủy ban xã, biết về hoàn cảnh gia đình anh chị cho nên đến thăm gia đình mình nè. Anh chị nghỉ tay chút xíu đi để mình nói chuyện chút xíu được không anh chị? Dạ dạ được. Ôi xin chào. Dạ. Ngồi ngoan nha. À, cô chú vô nói chuyện với ba mẹ nha. Dạ. À, vô trong nhà rồi mới thấy đúng là nhà mình cần phải sửa chữa lại nhiều lắm chứ không phải chỉ lợp lá hay đâu anh chị. Cái không gian là mình ở bao lâu rồi anh? Mười mấy năm rồi. Bây giờ là thấy nó trống trước ở sau hết trơn rồi. Thôi chắc ngồi đợi đi nói chuyện với anh chị luôn. Thường ngày á, công việc chính của hai vợ chồng là gì anh ha? À, anh đi làm mướn, làm đất, rồi mình cỏ, đốn lá, bất cứ ai mướn gì mình làm được thì mình làm. Như thường những công việc đó thì người ta sẽ trả công cho hai vợ chồng sao anh ha? Đi, nếu mà anh đi làm đất thì người ta trả ngày được 120. Vợ thì mình cỏ ngày được 80 ngàn. Hồi nào giờ mình có thử mình đi làm xa hơn để xem có những cái công việc nào khác làm ổn định cái thu nhập hơn ở trong gia đình mình không anh? Có đi làm hồ mà đi làm đâu hết tháng mấy rồi cái nhất cái giọt bẻ hai giò tay tự nhiên bẻ cái đứng trên giàn không được rồi duy nhất nữa rồi về mới nghỉ ở nhà làm đi làm mướn ở đây. Biến cố lớn nhất của gia đình mình á là anh chị có được hai cháu. Cháu lớn thì bị tiểu năng thì không biết gì, chị ở nhà anh chị phải lo hết. Còn cháu nhỏ thì không may là bị tai nạn giao thông mất rồi. Lần đó cái sự việc nó xảy ra làm sao vậy anh? Nó đi làm trên Bình Dương á, làm cho bên hãng gỗ á, rồi nó mới qua Bắc Hai chơi về bị tai nạn chết luôn. Lúc đó là em được bao nhiêu tuổi rồi anh? 18 tuổi, làm cũng gần năm rồi. Rồi cháu lớn mình thì bị thiểu năng từ nhỏ rồi. Dạ. Dạ, vậy anh chị mà đi làm gì mà nhà cửa với điều kiện nhà cửa mình vậy nè, bỏ cháu ở nhà một mình anh chị có lo không? Đâu lo, mình mần tranh thủ cho hết giờ đang về lo cho nó. Dạ, vậy là tới giờ là cháu không biết gì hết, tự lo cho bản thân cô không được luôn. Dạ. Em ngồi bên cạnh nè, thấy chị cũng xanh xao mà nói chuyện cũng hơi yếu á. Dạ. Là cụ thể là sức khỏe của mình sao chị? Bị bệnh u nang đó. Vì khi hết thuốc uống thì vậy. Dạ nhưng mà cái bệnh này mình bị bao lâu rồi chị ha? Dạ 2 năm. Có thuốc uống thì đi mần phụ đỡ, còn họ hết thuốc uống là đi mần không nổi. Thì phải gắng làm phụ ảnh để mình ơn ảnh làm không có đủ trang trải trong nhà. Phải đi làm, phải gắng làm phụ ảnh. Là người trụ cột của gia đình, là người cha, là người chồng, con thì bị bệnh này dường như là không thể chữa chạy được rồi. Rồi vợ cũng bị bệnh nặng nữa. Mà gia đình mình thiếu trước hụt sau như vậy nè. Bây giờ nếu thật sự để thay đổi cuộc sống gia đình mình á, thì anh có nghĩ tới một dự định gì hay là anh mong mỏi một công việc gì đó để mình có cơ hội thay đổi cuộc sống, lo cho vợ, lo cho con không? Dạ có chứ, cũng có một số vốn mua con bò cái nuôi cho nó đẻ, mình bán bự, con nó bự mình bán để mình lo cho gia đình thêm. Đẹp con.
Quả nửa cuộc đời vất vả trên bước đường mưu sinh, nhưng đến nay đã gần 20 năm ròng rã, ước mơ ấy với gia đình anh Phong chị Thu vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Ngày ngày lặn ngụp nơi sông cạn ao sâu để nhận từng thùng đất, nhọc nhằn là vậy, nhưng đã có gần 2 năm anh Phong gắn bó với công việc này từ ngày sức khỏe suy yếu không thể tiếp tục bươn chải với nghề phụ hồ. Công việc nặng nhọc nhưng tiền công lại bấp bênh, nên dù chưa một ngày ngơi nghỉ, người trụ cột như anh vẫn không sao lo tròn những khoản chi phí trong gia đình. Con trai lớn trí não không được lanh lẹ như bao người, con trai út gặp tai nạn giao thông và qua đời lúc vừa tròn 18 tuổi. Cố nén vào lòng bao đau xót, chị Thu nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn để cùng chồng chèo chống gia đình qua cơn sóng gió. Đôi tay của người mẹ nghèo luôn tất bật với những công việc đồng áng thuê mướn, nhưng thu nhập chẳng là bao, tiền công kiếm được đôi khi chỉ đủ xoay sở chuyện cơm áo. Trong khi đó, sức khỏe của chị lại chẳng thể đảm đương nổi những việc nặng nhọc vì căn bệnh u nang ngày càng trở nặng. Ước mơ bắt tay vào chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình cũng theo đó mà xa dần theo năm tháng, vì anh chị không có nguồn vốn để đầu tư con giống. Kính thưa quý khán giả, thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó đã 2 tháng rồi. Anh Hiếu. Gì? Vui vấn đề, anh tả cảnh hay là Thái làm thơ? Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, thì ngày hôm nay Đình Hiếu và anh Thơ có dịp quay trở lại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn để thông báo cho hai hộ gia đình một tin vui, rất vui. Đó chính là chương trình sẽ mang đến cho hai hộ gia đình, mỗi gia đình là một cơ hội để khởi đầu cơ nghiệp. Đó là trao tặng mỗi gia đình một con bò giống để chăn nuôi. Chưa hết đâu nghe Thơ, hai hộ gia đình còn được tham gia chương trình chuyến xe nhân ái, được hỗ trợ số tiền để sửa sang là nhà cửa nữa. Vậy anh, mọi vui quá, vậy là niềm vui được nhân đôi rồi. Anh, vậy bây giờ mình đi lẹ đi, bước chân cho nhanh lên để tới hai hộ gia đình thông báo cái tin vui này nữa chứ. Tất nhiên là tin vui báo liền nó mới nóng hổi nha. Đi. bắt được rồi. Trời ơi, anh làm em cũng giật mình chứ không rồi chị. Khỏe không? Dạ khỏe anh. Mày bán hết bánh không? Dạ hết anh ơi. Ồ hả? Cỡ 200 cái không? Dạ không tới. Thì là lần bữa nay là mình bỏ mối luôn hết hay là mình bán lẻ hết hả chị? Dạ em bỏ mối số còn như em bán lẻ hết. Dạ, là dạ. Bữa nay có người ta đặt á. Trời ơi quá đã rồi. Dạ chị ơi, lần này á tụi em ghé tới nhà mình lần nữa á, chị biết chị không? Dạ có chị gì chị? Mang tới cho gia đình mình con bò để nuôi. Trời ơi, vậy? Em mừng quá trời luôn á. Thôi bây giờ tranh thủ lên trên quý ban. Mấy anh chị dạ. Trên quý ban đang chờ làm thủ tục dắt bò về nhà đi, lát hồi gặp sau nha. Dạ. Còn nhiệm vụ hai đứa phải đi báo hộ kia nữa. Dạ. Lát nữa tụi em ghé tới nhà chị sao? Dạ. Dạ, rồi đi đi chị. Dạ, cảm ơn. Đi tiếp anh. Ôi, chào cả nhà, chào vui như vậy. Dạ, ngày hôm nay thì gia đình của anh Hùng em với chị Thúy em nhận được sự hỗ trợ từ gia đình khởi đầu cơ nghiệp một con bò để chăn nuôi. Rồi bây giờ gia đình mình có tính toán mình chăn nuôi sao không? Sáng em đi bán đó, em cho ăn ít vậy thôi, rồi khả năng trong khả năng em làm đó, rồi buổi chiều ông xã em về ổng sẽ cắt phụ, rồi phụ em dọn dẹp chuồng trại luôn chị. Dạ. Là cả hai vợ chồng cùng đồng lòng để mà nuôi con bò này. Dạ. Ráng cố gắng lên nha chị. Dạ. Ngày hôm nay thì chương trình đến đây có phần quà của đơn vị đồng hành với chương trình, đó là trung tâm điện máy lần khai trí trao tặng gia đình mình một cái TV giúp cho cuộc sống gia đình mình đầy đủ hơn. Đại diện ủy ban xã cũng có phần quà tặng cho gia đình của mình nữa. Dạ xin mời anh. Hôm vừa rồi gia đình mình được tham gia chương trình chuyến xe nhân ái. Đúng rồi. Hồi nãy nghe anh nhắc, em nghĩ là tới gặp lại phải hỏi liền và quên. Rồi đợt đó là được nhiêu hỗ trợ nhiêu? 14 triệu. 14 triệu hả? Rồi anh chị tính là mình sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào anh chị ha? Dạ em tính sửa bộ cột đúc là chị, chứ ở trên thì mình sửa cái máy ở trên một tôm luôn chị. Ráng cố gắng mình bắt tay vô làm càng sớm càng tốt nghe anh chị. Dạ. Ngày hôm nay thì chương trình hỗ trợ thêm cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng để anh chị có điều kiện mình cấp một cái chuồng trại đúng theo yêu cầu kỹ thuật luôn. Dạ. Chúc mừng gia đình mình. Vậy là ngày hôm nay gia đình mình nhận được một con bò, rồi mình cố gắng xây cái chuồng để mình chăn nuôi, đó là một công việc mới. Rồi gia đình mình cũng được tham gia chia được chuyến xe nhân ái để được sửa sang lại nhà cửa nữa. Hai niềm vui đến cùng một lúc, thì không biết lúc này gia đình mình đang nghĩ tới điều gì để mình cố gắng mình phấn đấu. Dạ em cảm thấy là mình vui lắm. Trước tiên là mình sẽ có tiền mình trị bệnh nè,
rồi mình cho con mình đi học, rồi sau này thấy cuộc sống mình nó khỏe, nó nhẹ nhàng hơn đó anh. Rồi trong tương lai nữa mình sẽ giúp ích cho xã hội đồ này kia. Dạ, dạ, ráng cố gắng lên nha chị. Dạ, dạ, trước tiên là em cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long cùng các nhà tài trợ đã ủng hộ và giúp đỡ cho gia đình em. Em hứa là sẽ gieo nuôi con bò cho thiệt tốt, đặng giúp đỡ lại cho hoàn những hoàn cảnh này sau này khó khăn hơn mình sẽ giúp đỡ lại. Chúc mừng gia đình mình. À, thôi gia đình mình là cố gắng nha, cảm ơn bà con rất là nhiều. Nếu như anh Thơ với lại đại diện bên ủy ban với anh Phúc con bộ thú y đi thăm hộ gia đình khác nữa. Làng quê hôm nay qua nhiều đổi thay, hạnh phúc đã đến đây rồi. Người dân quê tôi nhọc nhằn khi mưa nắng, từ đây đã hé môi. Rồi chắc cột gỡ đi Phong ơi. Đường đi khó quá mà để giờ dắt bò thấy cũng vui vui ha. Ây da, ai ơi, ai da, tới nhà rồi. Thôi cuối cùng cũng dắt bò về tới nhà. Yeah. Chúc mừng gia đình mình. Yeah. Công nhận thôi, cái đoạn đường nó khó nhưng mà mình đoàn kết, là mình đi với nhau, mình nói chuyện hồi nó cũng tới nhà. Yeah. Cái cảm giác anh dắt con bò sau lưng mình, cái cảm giác thế nào anh? Quá trời mừng, quá vui, quá trời mừng luôn. Lần trước khi mà gặp anh đó thì em nhớ là anh nói là luôn ao ước có được một cái điều kiện ban đầu để làm sao mình có thể bắt đầu một cái công việc nào đó mới hơn, ổn định hơn và đặc biệt là mang lại nguồn thu nhập ổn định trong gia đình mình á. Bây giờ thì ước mơ đó đã trở thành sự thật rồi, không biết là cảm xúc của anh như thế nào? Được con bò vậy là anh nuôi nó cho thiệt bự, nó đẻ ra là có cái nguồn vốn thu nhập gia đình để trị bệnh cho vợ, để lo cho con với nhà cửa. Cái việc đầu tiên là mình cố gắng nuôi con bò này cho nó thật tốt nha. Bây giờ mình định chăn nuôi bò làm sao anh? Thì mà nếu mà sáng vợ mình đi làm thì cắt cỏ để và cho vợ cho ăn, rồi trưa về cắt cỏ rồi về chiều về cho vợ ăn, rồi chiều hai chồng cùng dọn chuồng bò cho nó vui. Còn chị thì sao, khi mà dắt con bò này, khi con bò về tới nhà biết chắc chắn nó là của vợ chồng mình, của gia đình mình rồi, thì cảm xúc của chị như thế nào hả chị? Quá trời mừng, nói không nên lời. Trong công việc chăn nuôi bò sắp tới thì có lẽ là cả hai vợ chồng phải cùng nhau đồng lòng để mà vươn lên cái giai đoạn đầu khó khăn nghe anh chị. Bây giờ thì anh là cũng đã nói là sẽ phụ trách những cái khâu như đi cắt cỏ, những cái khâu nặng nhọc rồi. Còn chị với cái sức khỏe của mình nè, rồi cũng phải đi làm thêm, rồi cũng chăm sóc cho con nữa. Liệu là chị có thể phụ chồng chăm sóc con bò này được không? Có con bò rồi mừng. Khó khăn cỡ nào cũng phải nuôi nữa. Dạ, ráng cố gắng lên nghe chị. Ngày hôm nay thì chương trình Cái Đầu Khởi Nghiệp đến đây thăm gia đình của mình. Đầu tiên là tặng một con bò cho gia đình để có một công việc mới giúp cho gia đình thay đổi cuộc sống, xây sửa sang nhà cửa rồi chăm sóc nuôi con mình nữa. Thì bên cạnh đó thì chương trình công an ở đây một chiếc TV của trung tâm điện máy làng khai trí cho tặng gia đình mình. Đại diện ủy ban nhân dân xã Tích Thiện cũng có phần quà cho tặng gia đình mình. Dạ, xin mời anh. Dạ anh chị ơi, em có nghe anh Hiếu nói là gia đình mình có thêm một cái niềm vui nữa, đó là đã được chương trình chuyến xe nhân ái hỗ trợ đúng không anh chị? Rồi lần đó là anh chị được hỗ trợ bao nhiêu ạ? Dạ được 15 triệu. 15 triệu, dạ. Anh ơi, rồi mình tính là mình sẽ sửa sang lại như thế nào hả anh? Sửa lại, lợp cái máy tôn lại, rồi với mua số lá cho nhà nữa, dừng trách lại cho kính lại, để tránh tới mùa mưa tới, cho nó lành lặn ở. Dạ. Dạ. Và ngày hôm nay, chương trình có hỗ trợ thêm gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng. Anh dùng số tiền này để mình cất lại cái chuồng bò để mình chăn nuôi thật tốt nha. Tương lai của gia đình mình như thế nào là từ cái con bò ngày hôm nay nè, cố gắng nuôi bò thật tốt để thay đổi cuộc sống mình, thêm một công việc mới khó khăn mới nhưng phải cần cố gắng nha. Dạ, xin chào chị. Được con bò là cố gắng chăn nuôi để cho nó đẻ được một số vốn, lo cho vợ với lo cho con để làm cái nhà lại cho nó kín đáo và đàng hoàng hơn. Giờ là mình rất quá trời mừng, quá vui rồi. Trước mắt em cảm ơn đài truyền hình của Vĩnh Long đã đến đây hỗ trợ cho em, với ủy ban xã Tích Thiện đã hỗ trợ em được cái sửa căn nhà, được con bò, em rất là mừng, rất là vui. Dạ. Anh chị cố gắng nha. Kính thưa quý vị khán giả, trao tay cho các hộ gia đình nghèo cơ hội mới để khởi nghiệp từ nguồn vốn rất là thiết thực được hỗ trợ ban đầu là một con bò giống để chăn nuôi. Rất là hy vọng các hộ gia đình sẽ chăn nuôi thành công, sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Kính thưa quý khán giả, như vậy ngày hôm nay lại có thêm hai hộ gia đình bắt tay vào xây dựng một cuộc sống mới. Hy vọng rằng với sự cố gắng, nỗ lực thì gia đình của anh Phong, gia đình của anh Hùng em sẽ sớm bước sang một trang mới.
Và chúng tôi rất là chân thành cảm ơn BIDV đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này, cũng như là rất là cảm ơn bà con hàng xóm cũng như là đại diện chính quyền địa phương xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình tìm đến để hỗ trợ cho các nhân vật. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dành thời gian để quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng ta cùng hẹn gặp nhau đúng khung giờ phát sóng quen thuộc 19:15 tối thứ năm trên truyền hình Vô Lo 1 với chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp nhé. Còn bây giờ Đình Hiếu và anh Thơ, đại diện chính quyền địa phương xã Tích Thiện cũng như gia đình của anh Phong xin chào và hẹn gặp lại. Làng quê hôm nay qua nhiều đổi thay, hạnh phúc đã đến đây rồi. Người dân quê tôi nhọc nhằn khi mưa nắng, từ đây đã hé môi cười. Chào cuộc sống mới với bao niềm tin, bình minh thắp sáng cho cuộc đời, cho bao người nhà nhà no ấm, và cho ta luôn nở nụ cười.